18650 là cái chuẩn pin công nghiệp. Ở trên thị trường thì có rất nhiều các cái loại pin 18650 khác nhau. Mỗi một loại pin thì nó cho một cái phạm vi áp dụng riêng. Thường thì người ta phân loại thành hai là pin dòng sản cao và pin dòng sản thấp. Các pin dòng sản thấp thường vì cho các cái thiết bị mà không cần cái công suất cao, cao. Ví dụ như là laptop hoặc là một số đèn pin công suất thấp, không phải đèn pin siêu sáng. Cái dạng thứ hai là pin dòng xả cao dùng cho các cái thiết bị cầm tay rồi là các cái thiết bị mà cần dòng xả lớn như xe điện hoặc là gì đó. Thì các cái pin này nó đều có một cái giới hạn dòng xả nhất định. Ví dụ như là pin Panasonic BD thì cái dòng xả của nó là tầm 4,68A. Còn các cái pin như kiểu là Samsung 25R thì dòng xả nó tầm 20A. Sony VTC 5A thì dòng xả nó có thể lên tới 35A. Các pin thì nó được đặc trưng bởi cái nội trở của pin, pin dòng giả thấp thì thường nội trở nó sẽ cỡ khoảng độ tầm 40 mili gì đó, đo theo AC impedance 1 kHz. Còn pin nội trở các pin dòng sạc cao thì thường nội trở nó nhỏ hơn. Ví dụ như Samsung 25R thì cỡ khoảng độ tầm 13 đến 15 mili ờ, ví dụ pin uh, NCR 18650BD dòng xả 10A thì cái dòng sạc định mức của nó là 0.9A và dòng sạc tối đa của nó chỉ là 1.5A thôi với pin Samsung 30Q thì cái dòng xả, xả nó là tầm 15A thì cái dòng sạc của nó chuẩn cũng chỉ là 1,5A nhưng mà tối đa của dòng sạc có thể lên đến tầm 4A với pin VTC 5A thì cái pin này là pin dòng xả cao sạc 35A thì cái dòng sạc của nó tối đa có thể lên đến tầm 4 thậm chí là 12A tuy nhiên là dòng sạc bình thường nó cũng chỉ cỡ tầm khoảng độ tầm 2A thôi khi bạn gấp song song nhiều pin thì cái dòng sạc nó có thể tăng lên một chút. Tuy nhiên thì bạn không nên sạc pin mà quá cái dòng sạc tối đa của dòng sạc chuẩn của pin. Bởi vì việc sạc như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của pin. Ví dụ như là nóng pin thậm chí là nếu mà dòng sạc quá lớn có thể gây lên nổ pin. Các cái bộ sạc pack pin đa năng thì thường người ta chỉ sạc pin ở cỡ dòng sạc tầm khoảng 1A đến 2A thôi. Đấy là cái loại phổ biến. Còn các, các bộ sạc chuyên dụng thì dành cho những người mà có cái hiểu biết sâu hơn về pin hoặc là cho những cái loại pin chuyên dụng thì dòng sạc có thể lên đến tầm khoảng độ 3 thậm chí là đến 9A tùy từng loại pin. Ví dụ các cái bộ sạc cho máy cầm tay mà sử dụng các cái pin dòng sạc cao thì nó có thể sạc nhanh có thể lên đến tầm 9A. Tất nhiên là bộ sạc đấy nó sẽ phải có cảm biến nhiệt và điều chỉnh dòng sạc khi mà cảm thấy pin nó nóng hay thế nào đó. Về cơ chế sạc pin cho li-ion thì li-ion sạc theo cơ chế CCGV. Tức là khi mà cái điện áp pin ban đầu nó thấp thì nó sẽ sạc bằng cách là giữ cố định một cái dòng sạc ổn định để cho điện áp pin tăng dần và khi điện áp của pin đạt đến cái ngưỡng gần 4,2V thì nó chuyển sang chế độ CV tức là khi đấy nó giữ cái điện áp ổn định nhưng mà cái dòng sạc nó giảm dần như cái hình sơ đồ sạc ở đây thì đây là sơ đồ sạc của lý thuyết tức là cái dòng sạc khi pin đầy nó sẽ giảm dần về không tuy nhiên trong thực tế thì người ta không làm như vậy bởi vì làm như vậy thì thứ nhất là nó có rất nhiều cái rủi ro cho pin và thứ hai nữa là sạc như vậy thì thời gian rất là lâu trong thực tế thì thường khi mà cái dòng sạc nó giảm hơn một ngưỡng nào đó ví thường là người ta chọn là 100 trăm thì người ta dừng luôn cái việc sạc thì người ta không chờ dòng sạc về không nữa như vậy vấn đề với sạc pin là thứ nhất bạn sẽ phải cần chọn cái bộ sạc với cái dòng sạc mà nó giới hạn bởi vì mỗi một pin nó chỉ sạc ở một cái mức dòng sạc tối đa nào đó thôi Nếu mà bạn sạc dòng cao quá thì nó sẽ gây hại cho pin Còn sạc dòng bé quá thì sạc rất là chậm Thứ hai nữa là vấn đề cái cái điện áp sạc Pin liền chúng ta nói đây là pin 3.7V Còn điện áp tối đa khi sạc đầy là 4.2V Vì vậy mà cái bộ sạc nó cần phải cung cấp đủ để điện áp pin có thể sạc được đầy Và thứ ba nữa là cái việc mà ngắt sạc khi mà pin đầy nếu mà bạn không ngắt sạc khi mà pin đầy bạn cứ cắm pin liên tục vào đó thì có một cái vấn đề là tuổi thọ của pin và hai nữa là rủi ro gây nên cháy nổ thường các cái bộ sạc thì bao giờ nó cũng phải có một cái tính năng là ngắt khi mà pin sạc đầy Ở đây chúng ta sẽ đi thử nghiệm test dòng sạc đối với cả adapter 12,6V và một cái nguồn sung để xem là cái dòng sạc nhận vào pin nó sẽ như thế nào chúng ta thử nghiệm với cả pack pin trước thì cái pin này hiện tại đang là cỡ khoảng độ tầm 11,2V. Ờ, bây giờ chúng ta sẽ test với cái nguồn là cái adapter 12,6V 2A để xem là cái dòng sạc vào nó là bao nhiêu. Thì bạn thấy là dòng sạc vào nó ở tầm khoảng độ 2,3A. Bách pin này. Đối với à, cái bộ pin 3 viên 12V nhỏ hơn cái bộ pin này thì chỉ nên sạc ở cái dòng sạc cỡ khoảng độ tầm 1 cho đến 1,5A thôi. Tuy nhiên chúng ta gắn vào nguồn 2A. Bạn sẽ thấy là cái dòng sạc đây nó vẫn là trên 2A. Sạc như vậy thì nó không tốt cho cái bộ pin này. Thử nghiệm tiếp theo chúng ta dùng cái nguồn 12,6V 4A. Đây là cả, đây là cái bộ sạc liền 4A dòng sạc nó lớn gấp đôi cái bộ cũ thì chúng ta test thử xem là cái dòng sạc nó cho các bộ pin như thế nào bạn nên nhớ là các bộ pin thì nên dòng sạc ở dòng sạc mà nhà sản xuất nó khuyến khích thôi không nên sạc quá điện áp của cái bộ adapter này là 12,7V okay. sao bộ pin lớn bạn thấy là dòng sạc nó lên tới 3,8A cái bộ pin này là 3S4P cho nên sạc 3.8A thì nói chung thì mỗi bộ viên pin sẽ cỡ khoảng độ tầm 1A Nhưng nói chung sạc vậy thì cũng không tốt Cho nên nên giảm cái dòng sạc của bộ pin pack to kia chỉ ở khoảng độ tầm 2A thôi Còn đối với cả cái bộ uh, 3 pin nhỏ thì sao Đấy là dòng sạc của nó cũng lên đến tầm 3.4-3.5A Vậy sạc như vậy thì rất h... không tốt cho cái bộ pin mà ít pin Ờ, việc tiếp theo chúng ta thử nghiệm đối với cả cái nguồn sung 12V Cái nguồn sung này chủ yếu cho các cái bộ đèn led 12V 15A ờ, Chúng ta thử sạc xem là Và cái nguồn sung 12V 4.3A Chúng ta thử sạc xem là Nó có sạc được và cái dòng sạc như thế nào Đầu tiên là chúng ta sẽ sạc Cái nguồn này là cỡ khoảng độ tầm 12.12, 1.28A Sạc cho cái bộ pin lớn Thế là dòng sạc của nó chỉ tầm 3,8A thôi Như vậy không phải là cứ nguồn sung 15A thì khi sạc nó sẽ là 15A Dòng sạc nó sẽ tùy vào cái nội trở của pin Thế là nó thậm chí còn thấp hơn cái nguồn 12,6V 4A 12,6V 4A nó Sạc nó cao hơn một chút 3,8 Đây chỉ được 3,5 thôi Thử nghiệm tiếp theo chúng ta dùng lấy cái nguồn sung 12,6 12, 12V của Nhật dòng 4A thì bạn thấy là cái dòng thẳng cho cái bộ sạc vách pin lớn nó lên tới tận hơn 4A cơ, 1,3A. Như vậy cái nguồn sung của Nhật thì chất lượng nó tốt hơn so với cả nguồn sung của Trung Quốc. Vì nguồn sung Trung Quốc sẽ bị tụt áp. Đối với cả cái bộ back pin nhỏ hơn, chúng ta thử xem là cái dòng sạc là bao nhiêu. Thì bạn sẽ thấy là cái back pin 3 viên này, BS1P này thì dòng sạc nó lên 1,38. Tức là cái dòng sạc từ nguồn sung nó sẽ phụ thuộc vào cái nội trở của pin Chứ nó không hẳn là cứ cắm cái dòng tối đa 4A thì dòng sạc sẽ phải là tối 4A. Thử nghiệm cuối cùng của chúng ta là thử sạc đầy cái pack pin 3S1P sử dụng cái nguồn sung của Nhật, nguồn sung 12V 4.3A. À, chúng ta thử xem là khi sạc đầy thì cái pack pin này sẽ có điện áp là bao nhiêu thấy là cái dòng sạc mặc dù là cái nguồn là 4A nhưng mà cái dòng sạc này nó chỉ cỡ khoảng độ tầm 1,8A tức là dòng sạc cho pin nó sẽ phụ thuộc vào cái nội trở của pin thường thì các pin mà dòng sạc thấp thì nội trở pin sẽ cao nội trở pin sẽ cao thì dòng sạc nó sẽ bé còn các cái pin mà dòng sạc cao thì nội trở sẽ thấp nội trở khoảng độ tầm 10 cho đến 15 mili như vậy dòng sạc vào sẽ pin sẽ cao tất nhiên là khi mà bạn sạc này thì bạn sẽ phải để ý đến cái dòng sạc chuẩn mà nhà sản xuất cung cấp bởi vì nếu các bạn xả cái dòng sạc dòng quá thì nó sẽ gây hại cho pin có thể là giảm tuổi thọ pin thậm chí là gây cháy nổ thường thì cái dòng sạc chuẩn các pin dòng xả thấp nó chỉ cỡ 1A và dòng sạc cao của nó dòng sạc chuẩn cỡ khoảng tầm 1,5A thôi đôi khi một số pin Sony thì có thể dòng sạc lên đến tầm 2A hiện tại thì cái dòng sạc của pin nó rất là nhỏ chỉ 0,02A Chúng ta có thể dừng sạc pin được rồi Nếu bạn sử dụng các cái adapter sạc pin liền chuyên dụng Thì nó sẽ ngắt khi mà cái dòng sạc nó dưới 0.1A Còn đối với cả cái nguồn sung này thì nó không ngắt Mà dòng nó cứ pin liên tục vào pin Như vậy sẽ có hại cho pin Đo điện áp pin thì bây giờ nó chỉ 12.25 Gần bằng cái điện áp của cái nguồn cung cấp ra nhưng mà cái nguồn này không ngắt được pin khi pin đầy Nếu mà bạn cứ cắm nguồn liên tục vào pin như vậy thì rất hại cho pin Nó sẽ làm giảm tuổi thọ pin và thậm chí nguy cơ gây cháy nổ Vì vậy khi mà sạc pin bạn nên sử dụng các cái adapter chuyên dụng Còn nếu mà dùng nguồn sung thì bạn phải có cái cách để dừng pin khi mà hết thời gian sạc Hoặc là bạn căn thời gian sạc như thế nào đó